Port of Brisbane, cảng Brisbane. Cảng Brisbane là cảng vận chuyển và vùng ngoại ô của thành phố Brisbane trên bờ biển phía đông của Queensland, nước Úc. Bên cảng này nằm ở hạ lưu sông Brisbane trên đảo người cá Fisherman Island, một hòn đảo nhân tạo được khai quang từ nhóm quần đảo ngư phủ nhỏ hơn ở cửa sông. Đây hiện là cảng bận rộn thứ ba ở Úc và cảng container phát triển nhanh nhất quốc gia. Nó bao gồm kênh vận chuyển chính trên vịnh Moreton kéo dài 90 cây số về phía bắc đến Mooloolaba và được nạo vét để duy trì độ sâu 14m khi thủy triều thấp nhất. Hai cảng lớn nhất tiếp theo của Queensland là cảng Gladstone và cảng Townsville. Theo Bộ Công nghiệp Tiểu học Queensland trước đây, cảng Brisbane là nơi nhập cảnh có khả năng nhất của loài kiến lửa Nam Mỹ đến Úc. Khoảng 60% than được vận chuyển qua cảng có nguồn gốc từ mỏ Acland mới. Cảng được quản lý bởi cảng Brisbane Pty Ltd, theo hợp đồng thuê 99 năm từ chính phủ Queensland. Cảng Brisbane có 29 bến, hoạt động bao gồm 9 bến container, nước sâu và 3 bến số lượng lớn nước sâu cũng như 17 bến hàng rời và hàng hóa nói chung. Tổng cộng cảng tạo điều kiện cho hơn 2.600 tàu mỗi năm và vận chuyển hơn 28 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Có 2 bến tàu du lịch cho Brisbane với các cơ sở khác nhau. Portside Wharf được hoàn thành vào năm 2006 và là một cơ sở tiêu chuẩn quốc tế cho tàu du lịch, cung cấp nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, quà tặng v.v. Tuy nhiên, do hạn chế về chiều cao của cầu Gateway Bridge, cảng có sức chứa một trung tâm du khách và vào năm 2005, một chú gà trống đã được xây dựng. Gà trống là trang web lớn nhất được xây dựng dành riêng cho các loài chim di cư trên bờ biển phía đông Australia. Brisbane là thủ phủ của bang Queensland, đây là cảng hàng hóa nói chung lớn nhất của Queensland và là một trong những cảng đa hàng hóa phát triển nhanh nhất ở Úc. Hiện tại có 9 bến container chuyên dụng tại đảo Fisherman Island và 4 bến nữa phục vụ cho hàng hóa nói chung và xe cơ giới. Có một nhà máy lọc dầu và nhiều thiết bị đầu cuối chất lỏng số lượng lớn. Dầu thô là một trong những mặt hàng nhập khẩu chính của cảng, nhập khẩu khác bao gồm phân bón, hóa chất, xe cơ giới, xi măng, thạch cao, giấy và các sản phẩm xây dựng và máy móc. Xuất khẩu bao gồm than đá, dầu tinh chế, ngũ cốc, gỗ, các khoáng, kim loại, phế liệu, các sản phẩm thịt và bông.